Chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong phần cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày của kênh Điểm Tin Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày hôm nay. Mời các bạn tiếp tục đến với phần Điểm Tin Bóng Đá trưa ngày hôm nay. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Cú sốc lớn, quan to Thái Lan sắp phải ngồi tù. Thầy Park sớm lấy lại cả vốn lẫn lời. Những thương vụ chuyển nhượng đình đám của V-League 2020, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bóng đá Thái Lan có biến, quan to, nguy cơ lớn phải ngồi tù. Nhiều tổ chức ở Thái Lan đã nộp đơn khởi kiện chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này là ông Somiot. Thưa quý vị và các bạn, theo một số tờ báo Thái Lan như Sia Sport, FML Sports, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan hiện tại là ông Somiot vừa bị nhiều tổ chức khởi kiện vì nghi án tham nhũng với số tiền lên tới hàng trăm triệu bạt ngay trước thời điểm mà ông sẽ hoàn thành nhiệm kỳ của mình ở Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào ngày 4 tháng 2 tới đây. Những đối tượng khởi kiện ông Somiot bao gồm câu lạc bộ Pattaya FC, một số lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT và một số ngân hàng lớn ở Thái Lan. Theo tờ SML Sports, ngoài ông Somiot còn có 5 người khác cũng bị khởi kiện liên quan tới nghi vấn tham nhũng. Tờ báo Thái Lan cho biết thêm, sau khi nhiều tổ chức đồng loạt khởi kiện vị chủ tịch đương nhiệm Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot, dự kiến nhân vật này sẽ phải hầu tòa vào ngày 28 tháng 4 tới. Chúng tôi đã chính thức nộp đơn khởi kiện ông Somiot và những nhân vật liên quan. Họ đã gây thiệt hại nặng nề cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan và thu về bất chính hàng trăm triệu bạt. Về vấn đề này, đây chắc chắn là một bản án hình sự, chứ không phải là một vụ kiện dân sự. Tờ MGA Online trích phát biểu của một vị luật sư vừa khởi kiện ông Somiot. Vị luật sư này cũng khẳng định rằng là ông không phải là công cụ chính trị của cựu chủ tịch Wadawi Maduki, người đã từng phải ngồi tù và chịu án phạt của FIFA, nhưng đang chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhiệm kỳ mới thay thế cho ông Somiot. Trước đó, ông Somiot và Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT cũng bị hãng truyền thông Sia Sport khởi kiện do vi phạm hợp đồng trong vấn đề bản quyền một số giải đấu. Sau vụ việc này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã phải bồi thường cho tờ Sia Sport số tiền lên tới 50 triệu bạt, khoảng 37 tỷ đồng. Sắp tới, nếu ông Somiot bị kết tội tham nhũng, gần như chắc chắn nhân vật này sẽ phải ngồi tù và đây có thể là cú sốc lớn với làng bóng đá Thái Lan. Trong phần tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với bài viết Thầy Park sớm lấy lại cả vốn lẫn lời của tác giả Hoàng Khúc trên báo Vietnamnet. Mở màn năm 2020 bằng thất bại nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức đã trở lại vị trí vốn có một khi tuyển Việt Nam qua được vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hiếm có cơ hội vàng để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup đến gần với đội tuyển Việt Nam như lúc này. Chúng ta với 11 điểm dẫn đầu bảng G, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm và kình địch Thái Lan là 3 điểm. Thậm chí so với UAE thì đối thủ Tây Á này mới đấu 4 trận, khoảng cách 5 điểm giữa tuyển Việt Nam và đội bóng từng giành vé dự World Cup cũng là cách biệt khó tin. Trên lý thuyết thì tuyển Việt Nam có cơ hội giành tối đa là 9 điểm khi còn 3 trận. Nhưng thực tế, chỉ cần thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được từ 4 đến 6 điểm trong 3 trận còn lại thì chừng đó quá đủ để cho tuyển Việt Nam mơ đến một tấm vé vượt qua vòng loại thứ hai ở khu vực châu Á, lọt vào top 12 đội đá vòng loại thứ ba World Cup 2022 cũng đồng nghĩa với việc là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành vé sớm dự vòng chung kết châu Á. Sau thất bại ở giải U23 châu Á, chu kỳ thành công 2 năm làm việc tại Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạm khép lại. Điều đó buộc ông thầy người Hàn Quốc phải sớm vực lại đội bóng của mình nếu không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh chu kỳ vốn đang cực kỳ thành công tại Việt Nam. Hơn thế nữa, nếu nhìn sang kình địch Thái Lan, dù đội bóng xứ sở chùa vàng mới có 8 điểm, nhưng trong lễ gia hạn hợp đồng mới đây, ông Nishino vẫn quả quyết là Thái Lan sẽ vượt qua vòng loại thứ hai. Nói một cách khác, một người thích so kè với người Thái như thầy Park tuyên bố đồng nghiệp Nishino là không dễ tiêu hóa. Ở Đông Nam Á, trước ông Nishino đến với Thái Lan thì huấn luyện viên Park Hang-seo có không ít đối thủ thách thức. Sau chuỗi thành công liên tiếp trong 2 năm qua, thầy Park dễ được xí xóa dù thua đắng cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. U23 Việt Nam thất bại ngoài việc là lứa kế cận với thế hệ thành công tại Thường Châu năm 2018 chưa đủ chín, phần khác là do điểm rơi dường như đã đến ở SEA Games 30 trên đất Philippines.
Vấn đề là phía trước thầy Park được thành thơi, bài binh trong 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup. Không có áp lực gì khác tác động đến công việc của chiến lược gia người Hàn Quốc, giống như quãng thời gian bận không kịp thở như cuối năm 2019 vừa qua. Cho nên với thời cơ vàng của tuyển Việt Nam vào lúc này, thầy Park rất khát khao chớp được cơ hội. Trong 3 trận đấu còn lại, tuyển Việt Nam chỉ có 1 trận đá trên sân Mỹ Đình gặp Indonesia, trong khi phải đá 2 trận trên sân khách là gặp Malaysia và UAE. Dĩ nhiên là dù đã bại UAE ở Mỹ Đình, nhưng UAE vẫn là đối thủ được cho là nhỉnh hơn Malaysia và cả Indonesia. Nên thầy Park chắc chắn là sẽ không muốn đợi đến trận đấu cuối gặp UAE để phán quyết cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 của mình. Hai trận quyết định là chuyến làm khách tại Malaysia và trận cầu phải lấy đủ 3 điểm trước Indonesia tại sân nhà Mỹ Đình. Xét một cách toàn diện, ca khó đối với tuyển Việt Nam chính là chuyến làm khách tại Bukit Jalil của người Mã vào ngày 31 tháng 3. Đối thủ hiện chỉ kém 2 điểm, tương đối ngang cơ bất kể có thua tại Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam. Chưa kể là những mưu mẹo của người Mã khi có cơ hội để thực hiện điều phi thường. Vì lẽ đó cũng đừng ngạc nhiên khi thầy Park sớm kết thúc kỳ nghỉ để bắt tay vào việc từ đầu tháng 2 trở lại theo dõi tuyển quân ở V-League. Lên lịch đá nháp với Iraq vào ngày 26 tháng 3 để tuyển Việt Nam có được sự nhuần nhuyễn, hợp lý. Thầy Park sẽ sớm lấy cả vốn lẫn lời sau khởi đầu không vui năm 2020. Những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất V-League 2020. Công Phượng về thành phố Hồ Chí Minh. Thương vụ đình đám nhất V-League 2020 chắc chắn là bản hợp đồng đưa Công Phượng trở về từ Bỉ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 6 tháng 1, tiền đạo xứ Nghệ đã ra mắt đội bóng dưới sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Công Phượng chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi trở về Việt Nam thi đấu. Một năm vừa qua, tôi không được thi đấu nhiều nhưng tôi luôn ý thức được việc tập luyện nghiêm túc. Trở về Việt Nam thi đấu, môi trường đã quen thuộc, tôi sẽ nỗ lực cải thiện bản thân, làm mới mình, đóng góp nhiều cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của tôi ở mùa giải tới là sẽ ghi thật nhiều bàn thắng cũng như kiến tạo cho đồng đội để mang về thành tích cao cho đội bóng. Tôi đã có cơ hội làm việc với huấn luyện viên Chung Hae-sung một năm khi thầy còn dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vì vậy, tôi đã hiểu được một phần tính cách cũng như triết lý của thầy và cũng hiểu được lối chơi của tôi. Đây là điều sẽ giúp tôi hòa nhập nhanh hơn với đội bóng mới ở mùa giải sắp tới đây." Thứ hai, Bùi Tiến Dũng cũng về thành phố Hồ Chí Minh. Một thương vụ đáng chú ý khác cũng thuộc về đội bóng chủ sân Thống Nhất, đó là bản hợp đồng với thủ môn Bùi Tiến Dũng tại đội bóng mới thì cầu thủ sinh năm 1997 sẽ khoác chiếc áo số 35. Chia sẻ về điều này, Bùi Tiến Dũng cho biết: "35 là số cộng lại tên của tôi khi nhắn tin trên máy cục gạch ngày xưa khi chưa có điện thoại di động. Gõ 388-644 sẽ ra tên tôi, các số cộng lại sẽ là 35. Tiến Dũng vừa trải qua một giải đấu đáng quên cùng U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Hy vọng đó sẽ là bài học để cầu thủ này trưởng thành trên chặng đường sự nghiệp sắp tới của mình." Thứ ba, Romario Gordon về Hà Nội. Không rầm rộ như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đương kim vô địch V-League 2019, hoạt động tương đối bình lặng trên thị trường chuyển nhượng. Bản hợp đồng đáng chú ý nhất cho đến thời điểm này đó là tân binh Romario Gordon. Ở mùa giải trước, chân sút 25 tuổi khoác áo câu lạc bộ Thanh Hóa và ghi được 8 bàn thắng. Trước đó thì anh này thi đấu cho câu lạc bộ Viettel nhưng không để lại được dấu ấn gì đáng kể. Thứ tư, Hồ Khắc Ngọc về Viettel FC. Tiền đạo 28 tuổi từng là ngôi sao số 1 của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Khắc Ngọc sở hữu lối chơi thông minh, là người trực tiếp cầm trịch và điều phối lối chơi cho đội bóng xứ Nghệ. Anh từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup. Anh được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị và thể hiện được phẩm chất nổi bật của một tiền vệ trung tâm. Ở mùa giải tới, Khắc Ngọc chắc chắn sẽ hứa hẹn trở thành một ngòi nổ quan trọng của đội bóng áo lính. Và cuối cùng, Hoàng Vũ Samson về Thanh Hóa. Câu lạc bộ Thanh Hóa đã kích nổ bom tấn mang tên Hoàng Vũ Samson ở kỳ chuyển nhượng năm 2019. Chân sút kỳ cựu này hứa hẹn sẽ thay đổi bộ mặt trên hàng tấn công của câu lạc bộ xứ Thanh. Ở mùa giải trước, Samson thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam theo dạng cho mượn từ Hà Nội FC trong giai đoạn lượt về. Ngay lập tức anh đã giúp cho đội bóng này trụ hạng thành công và lọt vào top những đội dẫn đầu của V-League, thậm chí là Quảng Nam còn vào tới trận chung kết Cúp Quốc gia 2019. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá Việt Nam trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo trên kênh Điểm Tin Bóng Đá.